Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bamboo Airways dừng bay quốc tế cùng lúc với việc Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố. Ngày 31 tháng 10, VOA tiếng Việt cho hay hãng Bamboo dừng bay quốc tế giữa lúc cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố. Theo đó, Bamboo Airways vừa chính thức thông báo dừng một loạt các đường bay quốc tế cùng lúc cựu chủ tịch và là người sáng lập hãng hàng không tư nhân này bị cơ quan điều tra của Bộ Công an đề nghị truy tố sau một năm rưỡi bị bắt tạm giam. VOA cho biết, việc ngừng dịch vụ bay quốc tế diễn ra trong lúc hãng hàng không được tỷ phú Trịnh Văn Quyết thành lập vào năm 2017 đang tái cơ cấu với sự thay đổi lãnh đạo nhiều lần trong vòng hơn một năm qua kể từ khi ông Quyết bị bắt giam hồi cuối tháng 3 năm ngoái. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA dẫn thông báo điều chỉnh lịch khai thác được đưa ra ngày 26 tháng 10. Bamboo Airways nói rằng hãng tạm dừng khai thác các đường bay quốc tế, trong đó bao gồm đi và đến các thành phố ở châu Âu như Frankfurt của Đức và London của Anh và các thành phố ở châu Á Thái Bình Dương như Sydney và Melbourne ở Úc, Incheon ở Hàn Quốc, Narita ở Nhật Bản, Đài Bắc ở Đài Loan, Bangkok ở Thái Lan và Singapore. Theo VOA, Bamboo Airways đã ngừng khai thác đường bay giữa Hà Nội và London từ ngày 18 tháng 10, hơn một tuần trước khi đưa ra thông báo. Chặng bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bangkok cũng là dịch vụ quốc tế cuối cùng của hãng bị ngừng từ ngày 21 tháng 11. Việc đình chỉ này, theo Bamboo Airways, là nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu của hành khách và điều kiện thị trường. Trước đó, VOA cho hay, trong một thông báo đưa ra ngày 23 tháng 10, hãng hàng không còn được gọi là JetBlue, nói rằng họ giảm tần suất một số tuyến bay kém hiệu quả với nhu cầu hành khách thấp, đồng thời tăng cường khai thác các tuyến có nhu cầu cao. Và đây là hình thông báo của Bamboo Airways trên trang Facebook của hãng. Trong thông báo ngày 26 tháng 10, Bamboo Airways nói rằng họ tiếp tục duy trì ổn định hoạt động khai thác các đường bay nội địa, đặc biệt trục kết các nối trung tâm lớn, bao gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Vẫn theo VOA, hãng hàng không tư nhân non trẻ này đã vấp phải nhiều khó khăn kể từ khi ông Quyết bị bắt giam. Một hãng tin quốc tế hồi tháng trước đưa tin rằng 30 phi công người nước ngoài chiếm hơn 10% tổng số phi công của Bamboo Airways đã rời hãng. VOA cho biết thêm, hồi tháng 6, hãng báo lỗi 17.600 tỷ đồng trong năm 2022, cao hơn cả tổng số lỗ của Vietnam Airlines và Vietjet Air gộp lại. Bên cạnh đó, hãng cũng thay một loạt giám đốc điều hành và ông Lương Hoài Nam trở thành CEO thứ 3 được bổ nhiệm vào vị trí này trong vòng 5 tháng trở lại đây. Bên cạnh đó, VOA dẫn truyền thông trong nước cho hay ông Trịnh Văn Quyết bị cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đề nghị truy tố ngày 28 tháng 10 với hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Và đây là hình báo chí đưa tin ông Trịnh Văn Quyết bị truy tố hai tội danh. Trong kết luận điều tra vụ án được Tuổi Trẻ trích dẫn, cơ quan điều tra nói rằng ông Quyết từng là một trong những tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã thao túng chứng khoán nhằm thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng và lừa đảo nâng khống vốn điều lệ để thu về cả ngàn tỷ đồng. Kết luận của cơ quan điều tra được VTC News trích dẫn cho biết, ông Quyết đã chỉ đạo người thân, nhân viên và các công ty con sử dụng chứng khoán để thổi giá các mã cổ phiếu, qua đó hưởng lợi bất chính 723 tỷ đồng. Cựu tỷ phú này còn bị cáo buộc đã phù phép nâng khống vốn của công ty cổ phần xây dựng Paros từ 1.197 tỷ đồng lên hơn 4.300 tỷ đồng để niêm yết 430 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhằm bán và chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư. VOA cũng cho biết số tiền thu lợi bất chính theo cơ quan điều tra được ông Quyết dùng để mua cổ phần tại Bamboo Airways, trả nợ, gửi vào tài khoản chứng khoán và chi tiêu cá nhân. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bamboo Airways dừng bay quốc tế
cùng lúc với việc Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao VTV chỉ trích nhà xe Thành Bưởi? Ngày 27 tháng 10, nhà báo Trương Huy Sang có một bài bình luận về vụ việc nhà xe Thành Bưởi mới xảy ra. Bài viết với tựa đề VTV và nhà xe Thành Bưởi. Nhà báo nhận xét lực lượng công an và thanh tra giao thông mà tiến hành kiểm khám xét trụ sở chính công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi tại quận 5 thì số phận của nhà xe này có vẻ như đã ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng tối qua, khi xem một phóng sự của VTV thì thật buồn. Và đây là hình status trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Trương Huy Sang. Nhà báo cho rằng những vi phạm mà nhóm phóng viên VTV điều tra ra đều là những hoạt động công khai suốt nhiều năm. Chúng không những không đe dọa gì về trật tự công cộng mà còn cho thấy cách tổ chức rất khoa học, rất tiện lợi cho khách hàng của hãng xe được lựa chọn nhiều nhất trên tuyến Sài Gòn-Đà Lạt này. Trong các năm 2014-2015, nhà báo tham gia tổ chức các lớp tập huấn cho các nhà báo và các nhà vận động chính sách ở Red Communication khi xe dù đang là một đề tài được rất nhiều báo đài điều tra phê phán. Được biết, Red Communication là tên tiếng Anh của Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển, là một tổ chức khoa học phi lợi nhuận, thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, có trụ sở tại Hà Nội. Red đóng góp cho phát triển thông qua hỗ trợ báo chí và truyền thông phát triển. Trong khóa huấn luyện này, nhà báo và các đồng nghiệp đã lấy xe dù làm case study, một phương pháp nghiên cứu sâu về một đối tượng, tình huống cụ thể mà thường là một doanh nghiệp, một ngành nghề, một sự kiện hoặc một vấn đề. Nghiên cứu này được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Phó Giáo sư Võ Trí Hảo và điều mà mọi người nhận ra, xe dù chỉ là vấn đề cạnh tranh giữa các nhà xe. Và đây là hình công an khám xét trụ sở của Thành Bưởi tại Sài Gòn. Nhà báo phân tích, việc Thành Bưởi dùng xe nhỏ trung chuyển ra một bãi đất trống ở ngoại ô Sài Gòn là cách làm đáng khen, vì điều này giúp giảm lượng xe lớn vào trung tâm thành phố. Xe trung chuyển của Thành Bưởi, xe dù cũng như mọi phương tiện khác đều phải tuân thủ luật giao thông. Nếu những xe này dừng, đổ nơi cấm đổ, phóng nhanh, vượt ẩu thì sử dụng luật giao thông mà điều chỉnh. VTV phê phán Thành Bưởi chạy tuyến cố định nhưng dưới hình thức xe hợp đồng là vi phạm Nghị định số 10 năm 2020. Nếu hiểu biết, nhà báo nhấn mạnh VTV phải phê phán cái nghị quyết số 10 ấy vì nó vừa có dấu hiệu của nhóm lợi ích, vừa là những thủ tục vô lý, tạo điều kiện nhũng nhiễu doanh nghiệp cả khi làm thủ tục và cả khi đi trên đường. Tại sao chạy xe dưới hình thức nào, tuyến nào lại phải xin cho, thay vì việc ấy là lựa chọn của các nhà xe, thị trường sẽ điều tiết chứ không phải nhà nước. Và đây là hình các đối thủ cạnh tranh của Thành Bưởi hưởng lợi sau khi Thành Bưởi dừng hoạt động. Nhà báo nhấn định, điều quan trọng nhất với nhà nước là thuế. Nếu Thành Bưởi thực sự trốn thuế, thì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tất nhiên, điều tra trốn thuế không đơn giản và võ đoán như VTV vừa làm. Nhà báo bình luận, tuyến Sài Gòn-Đà Lạt mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe khách, có cả Phương Trang và Thành Bưởi thì mới có cạnh tranh, hành khách mới được phục vụ tốt như 20 năm qua. Cũng hàng chục năm qua, Thành Bưởi luôn là đối tượng bị tấn công, nhất là thời Tất Thành Giang, làm phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Mất Thành Bưởi thì Phương Trang sẽ kinh doanh nhận lợi, một mình một chợ. Nhưng mất Thành Bưởi, hành khách sẽ đối diện với nguy cơ độc quyền, nguy cơ trở về thời hành khách. Nhà báo nói thêm, hiện tượng xe khách phóng như điên, bất chấp tốc độ là rất phổ biến trên tất cả các tuyến, gần như từ Nam chí Bắc. Điều này chắc cảnh sát giao thông hiểu nguyên nhân đến từ đâu. Từ những phân tích của nhà báo Trương Huy Sang, nhiều người đặt nghi vấn, vì sao VTV lại tấn công nhà xe Thành Bưởi với những lý do miễn cưỡng như vậy? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao VTV chỉ trích nhà xe Thành Bưởi? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.d
để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.